Phần 2 Giảng Giải Kinh Kinh Vị Mô Ni Thành Đạt Phụ Tử Cộng Hội Kinh Nghĩa Túc Kinh Kinh thứ 15 Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu 198 Purabeda Sutta Sutta Nipata Attakavaka 10 Phần 1 đây là bài pháp thoại sư ông giảng vào ngày 3 tháng 1 năm 2010 tại chùa Cam Lộ, xóm Hạ, Làng Mai. Trong khóa tu mùa đông này, chúng ta vừa học kinh Cát Tường và kinh Mâu Ni. Hôm nay chúng ta học một kinh mới cũng với chủ đề Mâu Ni. Chúng ta có bản chữ Hán, mỗi thầy, mỗi sư cô, sư chú đều phải có một bản chữ Hán để theo dõi và phải học nhận diện được những chữ trong đó. Chúng ta cũng đã dịch kinh này ra tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Có nhiều kinh nói về đề tài Mâu Đây là một kinh nằm trong đề tài đó. Kinh này có một bản bằng Hán Văn và một bản bằng tiếng Pali. Khi so sánh hai bản, chúng ta thấy rất vui tại vì hai bản kinh đi về hai miền, miền Bắc và miền Nam và sau 2.000 năm thì lại gặp nhau để so sánh. Trong quá trình truyền thừa có thể có những sai sót vì hồi ấy kinh chưa được viết xuống giấy mà chỉ được truyền miệng nên khó tránh khỏi khuyết điểm trong khi truyền lại đời sau. Khi học hai văn bản, văn bản chữ Hán và văn bản tiếng Pali, chúng ta thấy đại ý của hai kinh giống nhau, tuyệt nhất là số bài kệ phần lớn gần giống như nhau. Bản chữ Hán mà chúng ta có ở đây được thực hiện vào khoảng thượng bán thế kỷ thứ ba nên văn rất xưa, rất khó hiểu. Nhiều khi tôi phải so sánh với văn bản tiếng Pali để có thể hiểu được trong kinh muốn nói gì. Kinh này do cư sĩ Chi Kim dịch. Ông cũng đã từng dịch kinh Pháp Cú. Kinh này nằm trong một loạt kinh gọi là Nghĩa Túc Kinh. Tiếng Phạn là Akthapada Sutra, tha là nghĩa lý. Túc là cái chân mà cũng có nghĩa là sự đầy đủ. Chữ chân cũng có nghĩa là con đường. Nghĩa Túc là nghĩa lý đầy đủ. Kinh Nghĩa Túc, như quý vị đã biết, được dịch vào nửa đầu thế kỷ thứ ba và là kinh thứ 198 trong Đại tạng Tân Tu, tức Taisho Tripitaka. Người dịch là cư sĩ Chi Kim hồi đó có mặt với cư sĩ chi kim là một thầy tu từ việt nam sang đó là thiền sư tăng hội hai người đã làm việc chung với nhau hai người đã làm việc với nhau đã dịch kinh với nhau cư sĩ chi kim dịch được vài chục kinh còn ghi chép lại trong đại tạng ông đã dịch những kinh tiểu thừa và cả kinh đại thừa có những bằng chứng cho thấy kinh pháp cú do chi kim dịch và kinh nghĩa túc này cũng do chi khiêm dịch những kinh này thuộc hệ thống tiểu thừa nhưng chi khiêm cũng có dịch những kinh đại thừa như kinh duy ma cật kinh tiểu phẩm bát nhã thầy tăng hội cũng dịch nhiều kinh thiền tiểu thừa và cả kinh đại thừa tác phẩm lớn của thầy là lục độ tập kinh hiện nay đã được dịch ra tiếng pháp tôi có một bản lục độ tập kinh của thầy tăng hội bằng tiếng pháp chi tiết đó tôi đọc trong sử và làm cho tôi có cảm tưởng là hai người đã làm việc chung với nhau, hai người đã chia sẻ với nhau những công trình phiên dịch. Chi Kim được sinh ra ở Trung Quốc, nhưng ông nội ông là người nước Nhục Chi, tức Indo Cite. Vì vậy, tên của ông có chữ Chi để nhớ đất nước của mình. Chi tiết đó cho chúng ta có cảm tưởng là sự liên hệ giữa thầy tăng hội và cư sĩ Chi Kim rất kháng khích. Cuối đời chi kim đã thọ năm giới với thầy tăng hội và rút về một ngôi chùa để tu tập trong sử có chép khi thầy tăng hội qua nước đông ngô đến kiến nghiệp ở đó chưa có vị xuất sĩ người ngô nào tại vì trong thời nhà hán nhà nước chưa cho phép người hán xuất gia đến thời tam quốc cũng vậy và thầy tăng hội là người đầu tiên tổ chức đại giới đàn để truyền giới cho người hoa với sự hỗ trợ của vua Ngô Tôn Quyền, thầy Tăng Hội đã lập được ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở nước Ngô, gọi là chùa Kiến Sơ, First Bill. Dù sau này có khó khăn, có gặp pháp nạn, nhưng rốt cuộc ngôi chùa Kiến Sơ vẫn đứng vững. Kiến Sơ là trụ sở của đạo Bụt tại nước Ngô. Bây giờ đến Nam Kinh, chúng ta có thể tới thăm, tuy chùa không còn nữa nhưng vết tích ngày xưa vẫn còn đó ngày xưa vào thế kỷ thứ ba thầy tăng hội của chúng ta đã qua đó và giúp tạo dựng phật giáo ở nơi này khi thầy tăng hội sang đông ngô thì ở đó chưa có một vị xuất gia người hoa nào lúc đó nhà hán vừa tan rã trung quốc chia ra làm ba nước gọi là tam quốc miền bắc có nước ngụy miền tây có nước thục và miền nam có nước đông ngô kinh đô của đông ngô là kiến nghiệp tức nam kinh bây giờ Thầy Tăng Hội tới Kiến Nghiệp và lập ngôi chùa đầu tiên ở Đông Ngô, dù Ngô lúc bấy giờ là Ngô Tôn Quyền. Có một điều rất rõ là tuy cư sĩ Chi Kim dịch kinh rất nhiều, nhưng ông chưa thật sự thọ năm giới. Trong sử có ghi lại là vào lúc cuối đời thì cư sĩ Chi Kim đã thọ năm giới. Hồi đó làm gì có người xuất sĩ ở Đông Ngô để cư sĩ được thọ giới ngoài thiền sư Tăng Hội cho nên, chúng ta có thể kết luận rằng, cư sĩ Chi Kim là đệ tử năm giới của thầy Tăng Hội. Đó là luận án của tôi. Thầy Tăng Hội là con của một nhà doanh thương trẻ gốc Khương Cư, Sophien, tới từ Ấn Độ. Cha của thầy qua tới đất giao châu, thấy ở đây dễ chịu nên muốn ở lại luôn. Ông cưới một cô gái Việt Nam và sinh ra thầy Tăng Hội. Vì vậy, thầy Tăng Hội có cha gốc Khương cư và mẹ gốc Việt Nam. Nhưng đến 10 tuổi thì thầy mồ côi cả cha lẫn mẹ và được nhận vào chùa làm chú tiểu. Thầy rất thông minh nên học gì cũng nhanh. Thầy học tiếng Sanskrit, học chữ Hán. Khi lớn lên, thầy trở thành một vị giáo thọ rất giỏi và dịch rất nhiều kinh ở Việt Nam. Khi sang nước Ngô, thầy vẫn tiếp tục dịch kinh có nhiều kinh thầy dịch hiện còn được giữ lại trong đại tạng kinh chữ Hán, tức Ta Iso Tripitaka. Kinh Nghĩa Túc là một tập hợp của nhiều kinh nhỏ, kinh chúng ta học ở đây có tên Kinh Cha Con Gặp Nhau. Cha là vua Tịnh Phạn và con là Bụt Thích Ca. Theo kinh này, sau khi thành đạo, Bụt không về nhà liền để thăm gia đình. Cốt lõi của kinh có 14 bài kể rất nguyên thủy, rất xưa. Những bài kệ này có phần tương đương trong tạng Pali. Ngoài 14 bài kệ còn có một đoạn văn xuôi dẫn nhập. Các nhà nghiên cứu đồng ý với nhau, phần văn xuôi được thêm vào sau để giải thích và tạo ra khung cảnh cho phần cốt lõi của kinh. Kinh Pháp Cú được viết dưới dạng toàn là thơ, còn Kinh Pháp Cú thí dụ có những câu chuyện thí dụ bằng văn xuôi được đưa vào để đọc cho đỡ ngán và để giúp người ta hiểu thêm về những bài kệ. Phần văn xuôi có sao, phần văn dần thơ là căn bản. Ở đây chúng ta chỉ học phần văn dần tức những bài kệ. Kinh phụ tử cộng hội, tức kinh cha con gặp nhau, miêu tả lúc Bụt về thăm gia đình lần đầu. Cả dòng họ Sakya tổ chức tiếp đón Bụt rất long trọng. Chính vua Tịnh Phạn cũng đi ra tiếp đón Bụt thấy Bụt đi rất uy nghi giữa một số đông đảo các thầy, vừa tịnh phạn cúi xuống đảnh lễ Bụt. Có một vài vị bị sốc. Trời ơi, tại sao cha mà lại đi lạy con? Vừa tịnh phạn nói. Quý vị phải biết, Siddhartha là con của tôi. Nhưng khi hoàng hậu có mang Siddhartha, thì bà nằm mơ thấy có một con voi trắng sáu ngà chui vào bụng. Siddhartha lớn lên mới mấy tuổi đã biết ngồi thiền có bóng cây che cho đến khi mặt trời lặn Và vô kể lại những chuyện ngày xưa Dòng họ thích ca và những người thân thuộc Đều rất hoan hỷ đến nghe bụt thuyết pháp Và sau đó người nào cũng họ nằm giới Hồi đó người ta gọi bụt là Gotama Sakiya Gotama. Đó là những năm đầu sau khi bụt thành đạo Người ta chưa gọi ngài nhiều bằng danh từ bụt Người ta gọi Ngài là Gotama Muni hay Sakya Muni. Muni có nghĩa là người tĩnh lặng, một vị đạo sĩ, một ông thầy tu tĩnh lặng, không nói nhiều, không có nhu yếu tranh luận hơn thua với người khác. Trong những năm đầu, người ta thích gọi Đức Thế Tôn bằng danh từ Muni. Thích Ca Muni có nghĩa là ông thầy tu tĩnh lặng của dòng họ Thích Ca. Kinh Nghĩa Túc Akthapada Sutra là một trong những kinh xưa nhất của phật giáo nguyên thủy. Khi nghiên cứu kinh này từ vấn đề bát ngữ cho đến vấn đề khảo cổ các nhà khoa học nhận ra kinh này có sớm nhất và giọng văn cổ nhất so với tất cả các kinh khác. các học giả đương thời đều công nhận kinh nghĩa túc có tính cách nguyên thủy nhất nói lên được tinh thần của phật giáo nguyên thủy tại làng mai chúng ta phân biệt lịch sử đạo Bụt ra ba giai đoạn. Đạo Bụt Nguyên Thủy, tức Original Buddhism hoặc Primitive Buddhism. Đạo Bụt Bộ Phái, tức Buddhism of Different Schools và Đạo Bụt Đại Thừa, tức Mahayana Buddhism. Sau khi đạo bục bổ phái có mặt được nhiều trăm năm thì bắt đầu có đạo bục đại thừa tức Mahayana Buddhism hay Buddhism of the Great Vehicle. Thường thường lâu nay chúng ta nghĩ rằng, đạo Bụt Nguyên thủy có mặt từ lúc Bụt thành đạo cho đến năm 140 N. N có nghĩa là Nirvana hay nhập diệt, tức là cho đến 140 năm sau khi Bụt nhập diệt. Sau khi Bụt nhập diệt được 140 năm thì giáo đoàn của ngài chia ra, ban đầu chia làm hai, phái thượng tọa bộ thiểu số, bảo thủ và phái đại chúng bộ đa số tiến bộ. Chuyện phân phái xảy ra mấy trăm năm trước Thiên Chúa Giáng sinh. Chúng ta thấy nhân cách của Đức Thế Tôn rất hùng mạnh. Trong thời của Ngài thì nhân cách đó giữ cho giáo đoàn được thống nhất. Đến sau khi Ngài nhập diệt rồi, trong gần một thế kỷ rưỡi nữa, giáo đoàn của Ngài vẫn còn thống nhất. Mãi cho đến 140 năm sau khi Ngài nhập diệt, thì giáo đoàn mới chia làm hai phái tiến bộ, Mahasangika và phái bảo thủ Stavira. Từ hai phái đó chia ra làm hai mươi mấy phái. Thời đại này gọi là thời đại Phật giáo bộ phái, tức Meniscus Buddhism. Đạo Bục Nguyên Thủy có mặt trong khoảng 220 năm. Nếu chúng ta định nghĩa Phật giáo Nguyên Thủy như vậy thì còn rộng rãi quá. Khi học kinh nghĩa túc, chúng ta thấy Đạo Bục Nguyên Thủy chỉ có mặt chừng dài ba năm đó là những năm đầu sau khi Bụt thành đạo. Lúc đó chưa có tu viện, Bụt còn đi du hành với các thầy. Kinh Nghĩa Túc là một trong những kinh được nói ra trong những năm đầu khi Bụt và các thầy chưa thành lập tu viện, còn đi với nhau như những đoàn du hành đây đó. Tuy vua Tần Bà Sa La, tức Bimbisara, có tặng cho một giường tre, nhưng đó chưa hẳn là tu viện. Đó chỉ là chỗ ngủ chưa có nhà cửa, chưa có quy chế của một tu viện. Bụt và các thầy theo Bụt được gọi là những nhà đạo sĩ đi lang thang, giáo hóa và danh từ mô ni dùng để chỉ những ông thầy tu như Bụt. Hơn một năm sau khi thành đạo, Bụt trở về thành ca tỳ la vệ. Người ta đón tiếp rất đông, người ta nói tới Ngài như một vị mô ni lớn, một vị đại mô ni, tức Mahamuni. Trong kinh phụ tử cộng hội, người ta đặt câu hỏi. Thưa cô Tama, thế nào là một vị mâu ni? Thế nào là một vị thầy tu tĩnh lặng? Một người có giới đức hoàn toàn. Chúng con muốn biết, xin Ngài định nghĩa dùm cho, thế nào là vị mâu ni? Bài kệ 1 Hữu giới cụ, đương hà kiến Vân thuyết ngôn, tùng uẩn khổ Nguyện Cồ Đàm giải thuyết thử, vẫn chánh ý thế hùng sanh. Đây là bài kệ khó nhất trong kinh, chúng ta có thể dịch như sau. Chúng con phải nhận diện như thế nào và phải nói như thế nào cho đúng về bậc toàn thiện có chánh kiến, có đầy đủ giới pháp, bậc được sinh ra như một vị anh hùng trên thế gian, bậc đó đã vượt thoát mọi ràng buộc khổ nạn xin đức gotama chỉ dạy cho chúng con hữu giới cụ ba chữ này có thể chỉ một con người có đầy đủ giới và hạnh đương hà kiến phải nhận diện người đó như thế nào làm thế nào để nhận diện được một con người toàn thiện một bậc mâu ni vân thuyết ngôn chúng ta có thể nói gì về người đó tùng uẩn khổ Uẩn là ngũ uẩn, là những người lên xuống vì năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình. Tùng uẩn khổ có nghĩa là người đó khi so sánh thì nổi bật lên trong cuộc đời đầy khổ đau. Nguyện Cồ Đàm giải thuyết thử. Cồ Đàm là phiên âm của chữ Gotama, bậc toàn thiện có giới đức đầy đủ, làm sao nhận diện được, làm sao nói về người đó được? xin đức thế tôn nói cho chúng con nghe vấn chánh ý thế hùng sanh thế là cuộc đời hùng là anh hùng có người đặt câu hỏi đó là ý đưa ra để đặt cho một người được sinh ra trên cõi đời như một bậc anh hùng ở đây có ý khen ngợi đức thế tôn là người sinh ra trên đời như một bậc anh hùng làm thế nào để có thể nhận diện được một con người toàn thiện như vậy trong số những người đang khổ đau, trầm luân trên đời? Và đây là câu trả lời của Đức Thế Tôn. Bài kệ 2 Tiên dĩ hành khí trọng nhuế Diệt bất trước hậu lai nguyện Lai hiện tại diệt bất thủ Diệt bất thọ tôn kính không Trước hết, đó là một người đã buông bỏ hết tất cả những hận thù trong quá khứ. Một người không còn mơ tưởng, không còn dướng mắt gì vào tương lai. Và cả chính trong hiện tại, người đó cũng không dướng vào hư danh và sự tôn kính của người đời. Người đó là một bậc mâu ni, một người toàn thiện. Đọc câu kệ này, chúng ta thấy làng Mai đi rất đúng với giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Tiên dĩ hành là cái đã qua rồi khí trọng nhuế khí là bỏ đi khí trọng nhuế là bỏ đi sự sân hận lặp đi lặp lại nhiều lần tiên dĩ hành khí trọng nhuế đó là người đã bỏ đi những hiềm hận về quá khứ trong quá khứ mình có những giận hờn hận thù lo lắng bây giờ đây mình an trú trong giây phút hiện tại mình buông bỏ tất cả những hận thù dồn dập nhiều lần trong quá khứ diệt bất trước hậu lai nguyện. Hậu lai là tương lai. Nguyện là những ước mơ, những dự án, những mong cầu. Người đó cũng không bị dướng mắt vào những mong cầu ở tương lai. Mình không bị ràng buộc bởi thù hận của quá khứ, mà cũng không bị ràng buộc bởi những mong cầu trong tương lai. Lai hiện tại diệt bất thủ. Trở về hiện tại cũng không bị dướng mắt vào những gì trong giây phút hiện tại đó là tinh thần an trú trong hiện tại không bị dướng mắt vào quá khứ và tương lai việc bất thọ tôn kính không cũng không bị lung lạc bởi sự tôn kính của người đời người đó được mọi người rất tôn trọng nhưng không bị sự sùng kính đó làm hư tại vì người đó không còn cái ngã chúng ta biết đức của người tu người xuất sĩ là sự khiêm nhường Đức Thế Tôn là một người xuất phát từ dòng dõi vua chúa và trở thành một vị đạo sư. Nhưng Ngài rất khiêm cung, rất lặng lẽ, không bao giờ khoe khoang nói mình là hơn người. Là một người rất thông dong giải thoát. Vì vậy nên người ta gọi người đó là một bậc mâu ni đích thực, một đại mâu ni. Xin định nghĩa cho chúng con thế nào là một vị mâu ni đích thực, một người toàn thiện có đầy đủ giới đức câu trả lời đầu tiên của Đức Thế Tôn là Đó là người đã buông bỏ tất cả những hiềm hận về quá khứ và cũng không dướng mắt vào những ước ao, mơ tưởng về tương lai. Chính trong hiện tại, con người đó cũng có tự do, không bị hư danh và sự tôn kính làm cho hư hỏng. Đó là định nghĩa đầu tiên của một vị mâu ni. Người xuất sĩ phải học cho được đức tính đó. Mình có một ít tài năng nhưng tài năng đó so với tài năng của Đức Thế Tôn thì không bao nhiêu cả. Ngài là người đã được sinh ra trên cõi đời như một bậc anh hùng. Mình phải học cho được Đức Khiêm Cung, vô ngã. Bậc Mâu Ni, bậc có giới đức toàn dạng, chúng con phải nhận diện người đó như thế nào? Chúng con phải nói năng về người đó như thế nào? Xin Đức Cồ Đàm nói cho chúng con nghe. Đó là câu hỏi. Còn tùng ấm khổ hay tùng uẩn khổ chỉ có nghĩa là người đó so sánh nổi bật lên trong cuộc đời khổ đau. Ấm tức là ngũ uẩn là những người lên xuống vì năm thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình. Câu trả lời của Đức Thế Tôn. Trước hết, đó là người đã buông bỏ tất cả những hận thù trong quá khứ, một người không còn mơ tưởng dướng mắt gì trong tương lai mà chính trong hiện tại người ấy cũng không dương dấn gì vào những hư danh. Đó chính là một vị mâu ni toàn thiện. Đó là câu trả lời đầu tiên. Bài kệ 3 vị lai tưởng bất trước ái Cửu viễn tưởng diệt bất ưu Hành viễn khả xã tế nhuyễn Tà kiến tận thiểu vô hữu Không tham đắm vào tương lai không ưu sầu về quá khứ, người ấy trên bước đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến, không giữ lại một tư kiến nào. Vị lai tưởng là những tư duy, những ý niệm về tương lai. Bất trước ái là không dứt mắt vào đó, sống trên đời mọi người thường hay đặt câu hỏi tương lai mình sẽ ra sao. Vị lai tưởng bất trước ái là nghĩ đến những gì sẽ xảy ra mình không cần thắc mắc lo âu mình không bị kẹt không bị dướng mắt vào những tri giác những tưởng tượng về tương lai nếu tu tập ở làng mai mà cứ nghĩ ngày mai sẽ ra sao thì mình không an trú được trong hiện tại mình chưa có giải thoát cửu diễn tưởng là những cái đi qua lâu rồi perceptions of the past việc bất ưu cũng không lo lắng về chuyện đó hành viễn khả xã Tế Nhuyễn. Trong bước đi, người đó đã buông bỏ tất cả những tư tưởng tham đắm về tương lai và những ưu sầu về quá khứ. Trong bước đường hiện tại, người đó cũng không ôm đồn Tế Nhuyễn là những châu báu của cải mà mình cho là của mình. Trong đó có cả ý tưởng chứ không phải chỉ có vật chất mà thôi. Chữ Tế Nhuyễn dùng để chỉ những sở hữu quý báu của mình như châu báu, vàng bạc, nữ trang, dân dân. Tà kiến tận thiểu vô hữu là những cái thấy sai lạc, những nhận thức sai lầm đã được chấm dứt hoặc còn rất ít, coi như không còn nữa. Không tham đắm vào tương lai, không ưu sầu về quá khứ, người ấy trên bước đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến, không giữ lại một tư kiến nào. Chữ kiến này có nghĩa là một nhận định, một ý kiến, một chủ thuyết mỗi người trong chúng ta đều có một nhận định, một cái thấy, một ý kiến riêng. Chính vì sự khác nhau đó mà chúng ta chống đối nhau, chấp nhận nhau. Vì vậy, một vị Mô Ni là người đã buông bỏ tất cả các kiến. Chúng ta không thể hiểu được bài kệ này nếu không hiểu được bối cảnh, tư tưởng và triết học trong thời của bụt. Thời ấy có ít nhất là sáu giáo phái giáo phái nào cũng đưa ra những ý thức hệ những tư tưởng và chủ trương của mình họ đã đàm luận và cãi lộn nhau rất nhiều vì vậy có người họ tự xưng là mâu ni nhưng thật ra họ không phải là mâu ni tại vì họ cãi lộn nhau nhiều quá trong khi đó mâu ni là người tĩnh lặng người không có nhu yếu tranh luận sở dĩ mình còn cãi lộn còn tranh luận là vì mình còn giữ ý kiến riêng của mình mình cho cái thấy của mình là cao hơn hết. Chúng ta sẽ học những kinh khác thuộc loại này và sẽ thấy ý này cứ lặp đi lặp lại. Điều đó cho thấy thời của Đức Thế Tôn có rất nhiều giáo phái đang tổ chức tranh luận hơn thua, trong khi buộc khuyên mọi người đừng tranh luận nữa mà hãy tu đi, tại vì triết học và huyền học không thể nào tịnh hóa được thân tâm, chỉ có sự tu tập mới thanh lọc được con người vì vậy đặc tính của một vị mâu ni là chỉ thực tập mà không tranh luận nếu mình chưa thấy được cái đó thì mình chưa hiểu được câu này nó có nghĩa là trên bước đường tu tập mình phải buông bỏ mọi thứ buông bỏ hết những tư kiến của mình khi không còn chủ thuyết không còn ý thức hệ thì sẽ không còn tranh luận trong đạo bụt cái thấy chân chính được gọi là chánh kiến nhưng định nghĩa về chánh kiến trong đạo bụt trước hết là buông bỏ tất cả các kiến. Vì vậy, mình nói có những cái thấy sai lạc như cái thấy về thường, cái thấy về ngã. Sự vật vô thường mà mình tưởng là thường. Thành ra, cái thấy về thường là một tà kiến. Chúng ta không thể tồn tại mãi được. Người thương của chúng ta cũng vậy, không phải cứ còn mãi với chúng ta. Ai rồi cũng phải già, phải chết. Nhưng mình cứ nghĩ rằng mình trẻ, khỏe hoài, đó là cái thấy thường mọi thứ trường tồn đó là một tà kiến thành ra mình phải học để lấy cái tà kiến ấy ra phải luôn tâm niệm tôi là vô thường người thương của tôi cũng vô thường ngày mai tôi sẽ rụng răng không còn nhai được thức ăn cứng nữa ngày kia người thân của tôi sẽ chống gậy đi lọm khọm không dẻo dai như ngày hôm nay chúng ta phải thấy được như vậy thấy về vô thường để giúp mọi người vượt thoát cái thấy về thường buộc đưa ra vô thường để giúp mọi người vượt thoát cái thấy về ngã buộc đã đưa ra vô ngã nhưng cái vô thường và vô ngã mà buộc đưa ra không phải là những cái thấy đó là những dụng cụ để đào bới để nhổ gốc cái kia chứ không phải là một cái thấy mới để thay thế vào cái thấy cũ thành ra nếu mình tưởng vô thường vô ngã cũng là những cái thấy như là những cái thấy về thường, về ngã thì mình vẫn chưa tiếp nhận được lời dạy của Bụt. Cái thấy đúng đắn là sự vắng mặt của các cái thấy. Cái thấy về thường đã phải bỏ đi rồi, nhưng cái thấy về vô thường cũng phải bỏ đi luôn. Tại vì cái thấy vô thường không phải là một cái thấy mà nó là một dụng cụ để đào bới và nhổ bỏ cái thấy về thường mà thôi đạo bụt là tự do đối với các cái thấy khi mình không giữ cho mình một chủ trương một ý thức hệ thì không có nhu yếu tranh luận nữa như vậy mới thật là một người tĩnh lặng còn tranh luận thì không phải là một vị mâu ni các vị đại mâu ni như vậy thì các vị tiểu mâu ni cũng phải học theo phải im lặng đừng tranh luận vì tranh luận nghĩa là mình đang bảo vệ một cái thấy mình không có cái thấy nào để binh vực cả. Mình đã vượt thoát tất cả những cái thấy. Một vị Đại Mô Ni là một người đã vượt thoát tất cả mọi cái thấy. Hiểu được ý của câu này thì chúng ta mới hiểu được ý của buộc. Trên đường đi, chúng ta phải buông bỏ tất cả. Trong đó có những cái thấy của mình. Đừng giữ lại một cái thấy nào.